Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích, luôn cập nhật những tin tức chính trị xã hội nóng hổi nhất trong ngày. Đến với chương trình ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vừa qua Thượng Hải gặp gió to và mưa lớn khiến người dân lo lắng. Khu phố mới phố Đông, quận Từ Hối, quận Hồng Khẩu và những nơi khác của Thượng Hải bị ngập lụt. Một số trung tâm mua sắm thậm chí còn có thác nước trong các tòa nhà của họ. Vào ngày thứ Sáu tuần qua, Thượng Hải hứng chịu 3 cơn mưa lớn, gió mạnh và sấm sét. Đài quan sát khí tượng Thượng Hải đã cập nhật cảnh báo mưa bão màu xanh ban đầu thành tín hiệu cảnh báo mưa bão màu vàng vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày. Cho biết trong 6 giờ tới, ở Thượng Hải có mưa dông và gió giật mạnh cấp 7 đến cấp 9. Cô Si, một công nhân văn phòng ở Thượng Hải, nói với phóng viên của The Epoch Times rằng cơn mưa xối xả ở Thượng Hải bắt đầu vào thứ Bảy và tạnh nửa ngày vào ngày hôm đó. Và trời tiếp tục mưa không ngớt, kèm theo gió giật mạnh. Cô còn bảo mưa xối xả như vòi nước trên xe cứu hỏa phun xuống, thật kiếp sợ. Do trời mưa to, cô phải nhờ Uber chở đến công ty phố Đông làm việc. Đi đường mất hơn 2 tiếng, nhưng ngày thường chỉ mất khoảng nửa tiếng. Sau khi tan sở, tôi cũng nhờ Uber đưa về nhà. Người lái xe Uber cũng nói với The Epoch Times rằng trong thời tiết như vậy, hành khách có thể về nhà cũng không tệ. Trong một khoảng thời gian vào buổi trưa, bão lớn đến nỗi xe không thể chạy được, vì vậy chúng tôi phải dừng lại và đợi 2 giờ để tránh nó một lúc. Nước ngập nhiều nơi, ở Thượng Hải đã ngập đến bắp chân, có nơi nước còn sâu hơn, có nơi hai làn đường thành một đường. Do bị ngập nước, có cư dân mạng đùa rằng dạo này không dám ra đường mà không có đò. Bà Si cũng giới thiệu rằng một thác nước lớn đã xuất hiện ở trung tâm mua sắm Joy City ở Thượng Hải và mưa đổ xuống từ đỉnh dốc của trung tâm mua sắm rất ngoạn mục. Một số công dân cho biết khi họ lao vào làm việc, quá trình này giống như một bộ phim thảm họa. Một số người dân cũng cho biết khi xuống xe trở về nhà, phần thân dưới của họ ướt sũng. Một số cư dân mạng còn hài hước cho rằng đi xe buýt cũng giống như đi thuyền. Thứ rơi ở Thượng Hải không phải là mưa mà là thác nước đúng không? Một người dân giới thiệu rằng anh ta bị đánh thức bởi sấm sét vào sáng sớm. Đó là sấm sét thật đáng sợ. Truyền thông Thượng Hải cũng đưa tin nhiều người đã bị đánh thức bởi sấm sét trong giấc ngủ ngày 1 tháng 9. Mưa lớn tấn công trung và hạ lưu sông Dương Tử. Bà Si lo lắng rằng trận lụt không phải là trận lũ khủng khiếp nhất mà các bệnh truyền nhiễm khác nhau sẽ xuất hiện sau trận lũ. Và hiện tại bệnh viêm phổi do virus corona vẫn chưa thuyên giảm. Khi mực nước của nhiều con sông ở trung và lưu sông Dương Tử gần hoặc thậm chí vượt qua mức cảnh báo, tình hình kiểm soát lũ lụt rất nghiêm trọng. Bà Si lo lắng về việc liệu đập Tam Hiệp có thể chịu được mùa lũ này hay không. Một khi đập bị vỡ và nước tràn xuống, trung và lưu sông Dương Tử sẽ gặp khó khăn, Thượng Hải cũng sẽ bị ảnh hưởng. Kể từ đầu tháng, những trận mưa xối xả đã gây ra thảm họa ở Trung Quốc đại lục, gây lở đất, lở bùn, lũ lụt, ngập úng và thậm chí là vỡ hồ chứa. Vũ Hán và những nơi khác đã thay ca 24 giờ để kiểm soát lũ lụt. Vào hôm thứ Sáu, cây cầu cổ có lịch sử hơn 400 năm ở An Huy đã bị lũ cuốn trôi vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày hôm đó. Cây cầu cổ có 11 lỗ, giờ chỉ còn lại 4 lỗ cầu. Chiều cùng ngày, thành phố Vũ Hán đã triển khai công tác chống lũ thoát nước theo phương án ứng phó cấp 2, sẵn sàng chiến đấu cấp 1, yêu cầu triển khai lực lượng ứng trực 24/24 giờ. Quý vị thân mến, tuần qua, Thượng Hải gặp phải băng lửa hai bầu trời, nhiệt độ cao, sấm sét, mưa to, gió lớn và mưa đá cùng nhau ập đến, 5 cảnh báo liên tiếp được đưa ra. Một video tải lên mạng xã hội cho thấy hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu. Cùng ngày cảnh báo sớm 5 màu, cam nhiệt độ, vàng sét, vàng mưa bão, vàng gió mạnh và mưa đá màu cam của Thượng Hải đã được đưa ra và thành phố đã phát động ứng phó cấp 3 để phòng chống lũ lụt và bão. Vào lúc 12 giờ 42 phút trưa, Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa đá màu cam. Bị ảnh hưởng bởi những đám mây dông mạnh, dự kiến sẽ có nhiều khả năng xảy ra mưa đá cục bộ ở Nội Bảo Sơn, phía bắc của thành phố trung tâm Gia Định, Minh Hàng, thành phố Tùng Giang, Trùng Minh, yêu cầu người dân cần đề phòng. Trước đó, Thượng Hải đã cập nhật tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh thành cảnh báo mưa bão màu vàng. Thời tiết Trung Quốc đưa tin trên Weibo rằng trước nửa đêm ngày thứ Sáu, hầu hết các khu vực của Thượng Hải sẽ có dông bão và lượng mưa cục bộ sẽ lên tới hơn 50mm trong một giờ. Nhiều cư dân ở quận Bảo Sơn của Thượng Hải đã quay video trận mưa đá và đăng chúng lên mạng xã hội. Một số cư dân mạng cho biết hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng chim bồ câu và thậm chí có một hạt to bằng quả trứng gà, có thể khiến người ta bất tỉnh.
một cư dân mạng đã đăng tải bức ảnh hạt mưa đá đập vỡ kính cửa sổ cho biết mưa đá làm vỡ cửa kính thành một lỗ. Một số cư dân mạng đã thu thập những hạt mưa đá và làm lạnh bia của họ. Một số cư dân mạng cũng than thở, Thượng Hải xứng đáng là thành phố kỳ diệu. Mưa đá, sấm sét và nhiệt độ cao, bầu trời đầy băng và lửa. Không chỉ có mưa đá rơi vào giữa mùa hè ở Thượng Hải, cư dân mạng ở Tô Châu đã để lại lời nhắn. Tô Châu cũng có mưa đá, hôm nay Thượng Hải xảy ra hiện tượng thời tiết hiếm gặp, sấm sét, gió giật mạnh, mưa lớn và mưa đá kéo đến. 4 tín hiệu cảnh báo thời tiết được phát đi. Nhiều người dân đã chụp lại cảnh mây đen ập xuống thành phố, ngày như đêm và mưa xối xả. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng vào lúc 11 giờ 55 phút trưa ngày thứ Sáu. Thời tiết dự kiến có sấm sét sẽ xảy ra ở hầu hết các khu vực của Thượng Hải từ chiều nay đến đêm, kèm theo lượng mưa lớn ngắn hạn với tối đa cường độ mưa mỗi giờ từ 20mm đến 30mm và dông và gió giật cấp 7 đến cấp 8. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu xanh lam vào lúc 12 giờ 50 phút trưa ngày thứ Sáu tại thành phố trung tâm, thành phố Gia Định, Bảo Sơn, Phố Đông, Trùng Minh, Song Giang, Minh Hàng và những nơi khác sẽ tạo ra lượng mưa lớn trong thời gian ngắn với lượng mưa hàng giờ trên 35mm. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa đá màu vàng vào lúc 12 giờ 58 phút trưa ngày thứ Sáu. Dự kiến sẽ có mưa đá ở thành phố Trung Tâm, Phố Đông, Trùng Minh, Song Giang, Thành phố, Minh Hàng, Gia Định, Bảo Sơn và những nơi khác trong 6 giờ tới. Đài quan sát khí tượng Trung ương Thượng Hải cũng đưa ra tín hiệu vàng cảnh báo gió mạnh. Dự báo trong 12 giờ tới sẽ có mưa dông và gió giật mạnh cấp 8 đến cấp 10 ở các thành phố trung tâm như Phố Đông, Trùng Minh, Tùng Giang, Thành phố, Minh Hàng, Gia Định, Bảo Sơn và những nơi khác. Video do cư dân mạng quay cho thấy Thượng Hải bị mây đen bao phủ ngày như đêm. Cơn mưa như chút kèm theo sấm sét. Vào ngày thứ Sáu, cảnh quay thực sự của cơn bão Thượng Hải, ngày mưa như chút nước đã lao vào tìm kiếm Thịnh Hành, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi và chế giễu. Thưa quý vị, tối ngày 1 tháng 9, tại Bắc Kinh xảy ra mưa lớn, sấm sét và gió giật mạnh, trong đó 11 quận gồm Mật Vân, Thuận Nghĩa và Thông Châu hứng chịu mưa đá bất ngờ. Hạt mưa đá lớn nhất có đường kính khoảng 5cm, kích thước bằng quả bóng bàn. Theo Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh, trong ngày 1 tháng 9 ở Bắc Kinh có mưa vừa, có nơi mưa to đến mưa to cục bộ kèm theo sấm sét. Từ chiều đến đêm ngày 2 tháng 9, hầu hết các khu vực của Bắc Kinh xảy ra dông bão, Đông Bắc và Bắc Thông Châu có mưa lớn cục bộ. Từ 14 giờ đến 21 giờ ngày 2 tháng 9, lượng mưa tối đa ở khu vực nội thành Bắc Kinh ở Triều Dương, Lâu Từ Trang là 22,7mm, lượng mưa tối đa của thành phố là 87,5mm ở Tháp Mật, Vân Diệp Tiên và cường độ mưa tối đa mỗi giờ ở Lý Tùy, Thuận Nghĩa là 76,7mm. Mưa đá xảy ra cục bộ ở Diên Thành, Hoài Nhu, Mật Vân, Bình Cổ, Thuận Nghĩa, Trường Bình, Thông Châu, Triều Dương, Đại Hưng, Phượng Đài, Phương Sơn và các quận khác với đường kính tối đa là 5cm. Mật Vân, Thuận Nghĩa, Thông Châu, Triều Dương, Đại Hưng và Thạch Cảnh Sơn đã trải qua những cơn gió mạnh ngắn hạn từ cấp 6 đến cấp 8 tại địa phương. Vào ngày 2 tháng 9, Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh liên tiếp đưa ra các tín hiệu cảnh báo màu vàng về sấm sét, gió giật vàng và mưa đá vàng. Bình Cổ nâng cấp và phát tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam, còn Thông Châu nâng cấp tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam và đỏ. Theo báo cáo của tin tức Bắc Kinh, vào khoảng 18 giờ chiều ngày 2 tháng 9, mưa đá đã rơi xuống quận Mật Vân, Anh Mã. Một người dân ở quận Mật Vân cho biết, trận mưa đã kéo dài hàng chục phút, nhiều ô tô trong khu dân cư bị ngập nát kính. Mưa đá phủ trắng xóa trên mái nhà và đường xá. Đến 18 giờ 46 phút mưa đá vẫn rơi. Anh Mã nói rằng những hạt mưa đá khá lớn và bắn tung tóe lên ban công nhà tôi. Vì gió và mưa đá, tôi không dám mở cửa sổ. Không chỉ có mưa đá mà ở Mật Vân còn có mưa lớn. Anh nhìn thấy hai chiếc ô tô bị nước mưa làm ngập ở cổng khu dân cư đối diện. Bà Wang, một cư dân sống ở gần đường Nông Tế ở quận Mật Vân, nói với Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh rằng vào lúc 18 giờ 25 phút trong khu dân cư có mưa xen lẫn mưa đá, một số hoa và cây cối đặt bên ngoài bị dập nát, cây cối trong khu dân cư bị mưa đá làm hư hại và đổ rạp xuống đất. Hạt mưa đá lớn nhất có kích thước bằng quả trứng. Cư dân mạng ở Trung Quốc đại lục cho biết mái nhà bị đập âm âm, có cảm giác như ngôi nhà sắp bị dột. Mưa đá cũng rơi ở thành phố phía đông, mưa đá cũng rơi ở thành phố phía tây. Nó khá lớn,
và nó kéo dài từ 3 đến 5 phút. Sấm điện và sấm sét, mưa đá to bằng quả trứng. Quận Triều Dương bị mưa đá vào ban đêm và có cảm giác như cửa sổ sắp bị đập vỡ. Mưa xối xả ở Dương Thành, Sơn Tây cũng đã gây lũ quét, ô tô lật và lấp đường. Thời gian gần đây, nhiều nơi trên đất liền có mưa lớn. Ngày 31 tháng 8, sau một trận mưa xối xả bất ngờ đổ xuống huyện Dương Thành, tỉnh Sơn Tây đã gây ra lũ quét, các phương tiện đậu trên đường bị lũ quét, lật úp gây thiệt hại nặng nề. Qua clip và ảnh hưởng do cư dân mạng chụp lại, có thể thấy nước lũ tràn xuống đường, quật ngã các phương tiện, có khu vực nước ngập đến đầu gối, xe ô tô bị lũ quét lật nhào. Một phụ nữ đi xe máy cũng bị hất xuống nước, phải bò xe lại. Lũ quét cuốn xe ô tô đi lòng vòng gây thiệt hại nặng nề. Một số cư dân mạng cho biết thảo nào tối ngày 1 tháng 9, sở có nhiều người nói muốn về quận lấy xe. Một số cư dân mạng địa phương cho rằng lũ lụt trên núi có liên quan nhiều đến sự phát triển của ngành bất động sản. Việc thu hồi đất khắp nơi đã lấp đầy các sông có chức năng điều tiết nước tự nhiên. Ngoài ra, quá trình đô thị hóa quá mức đã gây ra tình trạng này, đất khô cứng lại, mất chức năng thấm nước tự nhiên. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.